LOL. Ta tại Demacia đương bày nát hoàng tử giới thiệu vắng tắt. Lucy xuyên qua, vừa mở mắt đi tới anh hùng liên minh trong thế giới, phù văn chi địa. Valoran đại lục. Bắt đầu nhà chỉ có bốn bức tường, còn có một cái bệnh nặng tại giường lão mẫu thân, quả thực là ác mộng bắt đầu. Nhưng mà mẹ già trước khi lâm chung, giao cho hắn một chuỗi dây chuyền thần bí. Khi hắn mang theo vòng cổ đến vương đô Demacia, thình lình phát hiện, phụ thân chưa từng gặp mặt của mình dĩ nhiên là quốc vương đương triều. Chỉ chớp mắt lộ kỳ đã trở thành vị hoàng tử thứ hai của Đức Mã Tây Á, huynh trưởng là gia văn tứ thế, thúc phụ là tổng quản Đức Ban Triệu Tính. Có bối cảnh như thế, lộ kỳ bỗng nhiên cảm thấy, hắn làm hoàng tử bày nát hình như cũng không có gì không tốt. Nhân tiện, hắn còn thức tỉnh một cái ký đến hệ thống. Không có việc gì ký được, lại đi trêu chọc cô nàng tóc vàng miệng vệ gia bên cạnh, đùa dẫn kiếm cơ tiểu thư nhà hàng xóm, loại cuộc sống này tựa hồ cũng không tệ. Quyển sách lại danh Tà Quốc Vương Phụ Thân, lát mang thù sổ tay, bày ra đột nhiên thành mạnh nhất, ngày càng một vạn, người mới sách mới, cầu nhiều hơn ủng hộ. Chương 1 Mẫu thân, nói hết lời A, à, bạn đang nghe tài truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, Demacia Trấn nhỏ biên thùy Trăng sáng treo cao, thời tiết ôn hòa, tiếng ve kêu không ngừng. Phong cảnh xung quanh không thể nói là đẹp mắt, chỉ là có cỏ có gỗ, một mảnh màu xanh biếc, khiến cho hơi thở mùa hè dạt dào. Bên cạnh lan can bên ngoài một căn phòng nhỏ hẻo lánh, lộ kỳ dựa vào một bên, mặc một thân áo gai, để trận hai cánh tay, nhìn phía trước, ưu sầu thở dài. Ai? Căn phòng nhỏ phía sau không biết đã xây bao nhiêu năm, nhìn có chút cũ kỹ, ánh nến yếu ớt nương theo từng đợt ho khan rất nhỏ, nhoáng lên một cái rất nhanh, tiếng ho khang bắt đầu tăng lên, phản phất muốn đem ngũ tạng đều muốn phun ra, chỉ là nghe cũng có thể cảm giác được chủ nhân của thanh âm đang thống khổ dày vò, nàng đã mang bệnh nặng. Nghe được tiếng ho khang, lộ kỳ lại thở dài, giờ phút này hắn rất muốn châm điếu thuốc, sau đó hỏi một chút. Sao lăn lộn thảm như vậy? Người phụ nữ bị ho trong phòng là mẹ anh, tên là Mê Ly, và đó là thông tin anh có được thông qua một số đoạn ký ức trong đầu lộ kỳ ba ngày trước xuyên qua tới thời điểm, chính là như vậy một cái tình huống. Nguyên chủ tự hồ muốn nhảy vực tự sát, sau đó bị xuyên qua tới lộ kỳ nhặt một cái tiện nghi, nhưng lộ kỳ cũng không nghĩ tới vừa xuyên qua liền nhiều một cái bệnh nặng tại giường lão mẫu thân muốn chiếu cố. Thái quá nhất chính là trong nhà rất sớm trước đó cũng đã không mở ra nồi, cho tới bây giờ còn dư lại hai khối bánh mì vẫn là lộ kỳ dùng hôm nay công nhân tạm thời đổi lấy. Mà trước mắt, hắn không chỉ phải lấp đầy bụng của mình, còn phải chiếu cố bệnh nhân bên trong nếu không vung chân rút lui đi nghe thấy phía sau lại truyền ra tiếng ho khang trong đầu lộ kỳ nhìn không được toát ra ý nghĩ này hắn lại lắc đầu nhanh chóng bỏ đi có một số việc làm phải hối hận cả đời dù cho hắn cùng nữ nhân trong phòng kỳ thật một chút tình cảm cũng không có nhưng trong thân thể này cùng nàng chung quy chảy máu giống nhau chẳng lẽ thật sự muốn bán nhan sắc sao con gái ông chủ tiệm tạp hóa gần như đều nói rõ tôi rồi. Lộ Kỳ nắm lên cỏ đuôi chó không biết từ đâu lấy được, ánh mắt tan thương ngậm ở trong miệng, đây có thể đồng dạng là một lựa chọn khiến hắn hối hận cả đời. Vừa nghĩ đến thân hình 200 nhanh 300 của con gái ông chủ tiệm tạp hóa, khuôn mặt tươi cười mập mạp, đùi đầy dầu mỡ. Lộ Kỳ khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Không được, nghĩ cách khác đi. Cuối cùng không đột phá được phòng tuyến tâm lý này, Lộ Kỳ quyết định đi một bước nhìn một bước. Hắn dùng thời gian hai ngày làm hai cái bẫy săn bắn đơn giản đặt ở trong núi, hôm nay hẳn là có thể bắt được chút gì đó, lập tức muốn đi xem một chút. Về phần những thứ khác, chờ đến lúc sắp chết đói rồi nghỉ tiếp đi. Khụ. Khụ khụ. Lộ Kỳ. Khụ khụ khụ. Anh vào đi. Tiếng ho kèm theo tiếng gọi của mẹ thu hút sự chú ý của Roach, anh quay đầu lại và nói con đây, mẹ. Liền đi vào trong phòng. Bản thân khoảng cách không xa, đáp lại xong kỳ thật cũng đã đi tới cửa, đẩy cửa ra liền nhìn thấy không gian nhỏ hẹp bên trong, đầu đầy tóc bạc xen lẫn một chút tóc đen mẫu thân nằm ở trên một tấm ván giường, khuôn mặt tái nhợt khô gầy, ánh mắt vô lực. Nàng chỉ có hơn 40 tuổi, lại bị ống đau tra tấn như là 70 tuổi lão nhân, nhìn vô cùng đáng thương. Luke đi tới gần ngồi sổng xuống. Ngài đói bụng không? mây dùng sức nghiêng người, dùng cặp mắt vô lực kia hiển thị rõ ôn nhu nhìn lộ kỳ, khàn khàn mở miệng nói. Không có, chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện. Ngài nói đi, tôi nghe. Lucy đáp lại, hắn hiện tại cũng không có chuyện gì làm, có lẽ có thể từ vị mẫu thân không quen này trong miệng nghe được cái gì kinh thiên cố sự cũng không nhất định. Qua nhiều năm như vậy, vất vả ngươi chiếu cố. Mai nhĩ lị có chút đau lòng nhìn lộ kỳ lộ kỳ lập tức trả lời không vất vả hắn quả thật không vất vả gì cứng rắn muốn nói chỗ nào vất vả bụng rất vất vả thường xuyên dễ dàng tỉnh đói ngươi có từng hối hận trở thành con của ta sao ánh mắt mê ly bỗng nhiên thay đổi một tầng ý tứ hàm xúc khiến cho lucy đều có chút nhìn không rõ nhưng anh vẫn ăn ngay nói thật không hối hận ngươi có thể trả lời vấn đề này đã chết vậy hắn khẳng định nhặt lời hay nói dù sao nói một ít lời khiến người sắp chết thoải mái đối với hắn mà nói không phải là vấn đề khó khăn gì. Ta à, có chút hối hận, hối hận đã trở thành mẫu thân của ngươi. Chỉ là, lời nói kế tiếp của mây, lại làm cho lộ kỳ có chút như lọt vào trong sương mù. Cô giống như lập tức trẻ lại rất nhiều tuổi, ánh mắt không hề nhìn Lucy, mà nhìn về phía cô. Tôi là một người phụ nữ cực kỳ ích kỷ, ngu xuẩn, quyết định hối hận nhất của tôi chính là sinh ra cô, khiến cô từ nhỏ đã lan bạc kỳ hồ, không có mấy ngày tốt lành. Tất cả đều là do quyết định mà tôi đã từng đưa ra, cho tới bây giờ, tôi mới ý thức được mình ngu xuẩn cỡ nào, thậm chí tôi còn không cân nhắc ý kiến của anh. Ta vốn định đem bí mật này mang vào quan tài, bảo vệ nó cả đời, nhưng mấy ngày nay, ta dần dần nghĩ thông suốt. Tôi không có quyền làm điều đó vì đây là cuộc sống của bạn. Một hồi lâu tự thuật ngừng lại, Meli lại nhìn về phía Lucy, thoáng cái nói nhiều như vậy làm cho nàng thoạt nhìn càng suy yếu, nàng vươn tay, bắt lấy tay của Lucy cầm, sau đó gian nan mở miệng. Trên tường sau ngăn tủ sau lưng anh, có một chỗ tối, bên trong có hai thứ, đem dây chuyền lưu lại, một cái khác làm lộ phí, đi vương đô. Kỳ thật! Anh! Là! Lúc này, tìm thư uyển www.giaosushin.com mê ly tay vô lực buông xuống, trong hai mắt hạo quang tán loạn, trở nên vô thần. Lộ kỳ trực tiếp bối rối, thử đẩy đẩy. Mẫu thân, nói cho hết lời a, à, ta là cái gì? Mẹ kiếp, lúc trước có khí lực nói nhiều như vậy, không thể nói ra tin tức quan trọng trước sau. Hắn nhìn một chút, mây đại khái là đi rồi, lần này đi chỉ sợ là cả đời. Bất quá đi cũng tốt, mặc dù chỉ có 40 tuổi, nhưng bệnh này cũng đã hành hạ nạn rất nhiều năm, về sau sẽ không còn loại thống khổ này nữa. Dựa theo lời nàng nói lúc trước, lucy đem ngăn tủ đẩy ra lục lọi một hồi lâu rốt cục gian nan tìm được một cái ô tối tay thò vào rất nhanh bắt được một cái hộp gỗ đàn màu đen cái hộp này xem ra cũng có chút ý tứ giá cả xa xỉ chẳng lẽ mẫu thân trước kia là tiểu thư quý tộc cùng bình dân bỏ trốn trong đầu lộ kỳ bắt đầu ý tưởng hắn mở ra hộp gỗ đàn bên trong quả nhiên bày ra một sợi dây chuyền tinh xảo trên sợi dây chuyền có một viên bảo thạch mượt mà mà trong suốt như là ánh mắt thiên sứ rất là xinh đẹp, bên trong bảo thạch còn lại là có ba đạo lăng tinh, thoạt nhìn giống như là một cây đinh ba. Sợi dây chuyền này tuyệt đối đáng giá không ít tiền, vì sao không sớm lấy ra bán đi, để cho trong nhà có cuộc sống tốt đẹp chứ? Rất thầm thì, nhưng như Melly đã nói, đó là lựa chọn của cô. Trong hộp gỗ đàn hương có hai đồ vật, một cái khác là một cái vòng tay vàng, nhìn dáng vẻ chế tác cũng rất là hoàn mỹ, hẳn là có thể bán không ít tiền. Lucy chuẩn bị dựa theo Melly nói, vòng tay vàng trực tiếp bán đi, sau đó mang theo vòng cổ đi vương đô. Hắn đối với câu chuyện đằng sau vòng cổ cảm thấy rất hứng thú, cũng đối với thế giới hiện tại cảm thấy rất hứng thú. Chương 2 Demacia Vương Đô Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, thời gian vừa chuyển, chính là hai tháng sau, đi tới mùa hè chân chính. Demacia, thủ đô một tòa tường thành màu trắng bạc cao ngất có vẻ trang nghiêm mà lại đại khí, gạch trắng phía trên tương liên phản phất như áo giáp trắng lóe ra ánh bạc. Ngoài tường thành, một pho tượng màu trắng lẳng lặng đứng sừng sững, nhìn xuống tòa thành lớn trước mặt. Dưới tường thành, đội ngũ vào ra vào, mặc khôi giáp các vệ binh từng cái kiểm tra. Tên Lộ Kỳ Tuổi tác 18 Từ đâu tới? Cái này cũng phải hỏi sao? cấp trên dặn dò, gần đây điều tra rất nghiêm ngặt. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi ta hay là ta hỏi ngươi? Từ đâu tới? Từ phía đông, thị trấn Ta Run. Luke thành thật trả lời. Chưa từng nghe qua. Vệ binh nhìn tiểu tử trước mắt tuổi này nhìn không lớn lắm, ăn mặc bình thường, tóc đen hiện mắt, bất quá hai tròng mắt là màu nâu, nhìn có chút anh Tuấn, giống như là con lai, cái đầu cũng cao ngang ngửa với hắn tiếp theo tầm mắt lại hướng xuống dưới liền thấy được trong tay hắn cầm bưu kiện trong bưu kiện là cái gì vật dụng cá nhân muốn xem không lộ kỳ ngược lại là không ngại đem bưu kiện mở ra bên trong chính là một ít trên đường hắn mua nước cùng đồ ăn cùng quần áo còn có một cái tiểu bưu kiện bên trong còn lại một chút lộ phí thời gian hai tháng hắn đã đem vòng vàng cùng hộp gỗ đàn đổi lấy tiền chênh lệch không nhiều lắm nhanh tiêu hết Hắn dám cam đoan thương nhân thu vọng tay của hắn là một tên tâm hắc, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể bán hắn, bằng không sẽ chết đói. Trong đó một nửa số tiền cho người mẹ thân thể này, qua nửa đời người số khổ nghèo mây làm một tang lễ coi như không có trở ngại, tìm một nghĩa trang không tồi, cũng coi như cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Nửa còn lại vừa đủ. Được rồi, đi vào đi, hoan nghênh đi vào vương thành. Vệ binh chỉ nhìn lướt qua, cũng không quá mức để ý lập tức lộ ra nụ cười tránh ra vị trí. Lộ Kỳ bước ra bước chân, hướng bên trong mà đi, vừa mới đi vào liền bị cảnh tượng bên trong hấp dẫn. Chỉ có thể nói không hổ là Demacia Vương đô, lớn quả thực không có giới hạn, các kiến trúc tọa lạc thành một đám, như núi nhỏ giống như lan tràn ra, trong đó có cao có thấp, trên đường phố người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Hắn từng ở trên đường cũng nhìn thấy qua một tòa thành lớn, nhưng cùng vương đô so ra, vẫn là kém không ít trên mảnh phù văn chi địa này là có mấy đế quốc, có chủ thành quy mô như thế tức là nó không tầm thường. lucy trong khoảng thời gian này đã làm rõ ràng hắn giờ phút này vị trí thế giới, tên là phù văn chi địa chính là cái kia trò chơi ở liên minh anh hùng sau lưng thế giới mà demacia chính là trong đó một cái quốc gia, cũng là khu vực mà một số anh hùng hoạt động. xuyên việt trước làm một cái thâm niên người chơi, đối trò chơi phía sau cố sự cũng là hơi hiểu một hai. Từ những anh hùng kia siêu phàm năng lực liền có thể nhìn ra, thế giới này cũng không bình thường, hơn nữa đối với người bình thường mà nói, còn cực kỳ nguy hiểm, rất có thể ngay tại một hồi bỗng nhiên phát sinh tai nạn bên trong trở thành bia đỡ đạn. Và những anh hùng, trong trò chơi, giá trị số của họ được điều chỉnh ở một vị trí cân bằng. Nhưng trong bối cảnh thực tế, một anh hùng mạnh mẽ thậm chí có thể dễ dàng phá hủy một thành phố. Mà giờ phút này, Lucy vị trí phụ văn chi địa còn có càng nhiều những kia không phải anh hùng nhưng đồng dạng có được siêu phàm thực lực cường giả căn cứ theo lucy biết không bao lâu nữa sẽ có một hồi tai nạn giáng lâm ai vừa lên đã gây áp lực lớn như vậy luke theo bản năng sờ sờ thắt lưng hắn đem dây chuyền giấu ở chỗ này dùng băng dính trong ba tầng ngoại ba tầng bọc chặt ngay cả ngủ cũng chưa từng tháo xuống không có biện pháp căn cứ tình huống trước mắt mà xem sợi dây chuyền này đối với hắn rất quan trọng rất có thể sẽ thay đổi cuộc sống tương lai của hắn. Căn cứ vào hiểu biết của hắn về thế giới này, quốc gia và khu vực nào cũng có ưu khuyết tương đối. Tỷ như, ở Demacia, cái này thế tập chế quốc gia, người bình thường an toàn ở trình độ nhất định có thể được bảo đảm, đương đại gia văn tam thế quốc vương là nổi danh nhân quân, đối với quốc dân càng thêm ưu đãi, xảy ra chuyện cũng sẽ có những kia năng lực mạnh hơn quý tộc ở phía trước chống đỡ. Nhưng đồng dạng, cái này đại biểu một người bình thường, nếu như không có gì đặc biệt to lớn tiềm lực, khả năng cả đời cũng đi không được bao cao bao xa. Bởi vì càng nhiều chỗ tốt đã bị các quý tộc phân đi. Mà Demacia quốc gia này rèn luyện cũng không thấp, quốc dân cùng quý tộc bên trong đều không thiếu chính nghĩa chi sĩ. Nếu như sợi dây chuyền trên người này không thể thay đổi hiện trạng hiện tại của Luke, hắn nên nghĩ biện pháp rời khỏi Demacia. Lúc này, lộ kỳ mạng không có mục đích đi ở trên đường, trong lòng lẩm bẩm nói là đến vương đô. Đến là đến rồi, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Di ngôn của mây đã nói nhiều như vậy, chỉ để cho hắn mang theo dây chuyền đến vương đô, nhưng đến vương đô thì nên làm cái gì? Thông qua vòng tay vàng và vòng cổ bảo thạch trong hộp gỗ đàn hương có thể phán đoán ra, mê Lì ít nhất đã từng có thân phận không thấp, ít nhất là quý tộc khởi bước. Hai người trước không nói, chỉ là vòng cổ bảo thạch căn bản không phải một gia đình bình thường thậm chí có chút tài sản có thể có được. Tìm thư uyển www.giaosusun.com cũng không thể tùy tiện tìm một quý tộc. Rách bước lên đường, xua tan ý nghĩ đó. Vương Đô mặc dù nói quý tộc đi khắp nơi, nhưng nếu có người đối với vòng cổ sinh ra cái gì ý nghĩ, cho dù là một cái tiểu quý tộc, đều có thể thoải mái đắn đo hiện tại Lucy. Hiện tại nói không khoa trương chút nào, Vòng cổ chính là mệnh căn của Lộ Kỳ. Đến xem một chút, xem một chút đi. Bên đường ra sức thét to tiếng hấp dẫn Lộ Kỳ chú ý, hắn nhìn thấy không ít người đều hướng thanh âm phương hướng tụ tập, tự hồ là đã xảy ra chuyện gì thú vị. Kỳ thật lúc này Lộ Kỳ nên nghĩ biện pháp làm chính sự, nhưng hắn cũng đích xác không nghĩ ra biện pháp gì. Vì thế dứt khoát không nghĩ nữa, trước đi dạo vương thành này cũng không vội. Nơi mọi người tụ tập có một quán nhỏ chủ quán liền không thèm để ý chút nào khoanh chân ngồi dưới đất, vào mùa hè để trần hai cánh tay to lớn, trong tay loay hoay một sợi dây thừng thô 3-4cm dài hơn nửa mét. Trước mặt có thêm không ít người, lộ kỳ tới sớm, cướp được hàng ghế khán giả. Chủ quán lại thét to vài tiếng, mắt thấy nhiều người hơn không ít, hắn liền cầm lấy dây thừng trong tay, đầu tiên là bẻ nữa, bắt đầu giảng giải. Hôm nay chơi một trò chơi nhỏ với mọi người, mọi người đều thấy sợi dây này phải không? Bây giờ thì sao, chúng ta chuyển nó thành một vòng tròn nhỏ, ôi, ở giữa có thêm ba vòng tròn. Theo chủ quán giảng giải, dây thừng trên mặt bàn trước mặt hắn từng vòng từng vòng cuốn lại, ở giữa lại có ba vòng tròn nhỏ. Mọi người coi chừng, tôi cắm cây gậy này vào vòng tròn, sau đó kéo sợi dây thừng, thấy không? Theo chủ quán túng túng đuôi dây thừng, dây thừng bắt đầu khôi phục nguyên trạng, mà lúc này, gậy gọc vừa vặn trắng ở giữa dây thừng, ngăn cản. Chương 3 miệng về tiểu thư. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, kế tiếp A, à, ta muốn chơi trò chơi rất đơn giản, chính là chọn dây thường đồng, vô luận là chọn gậy gọc vòng qua dây thường hay là chọn gậy gọc ngăn cản dây thường đều có thể, giống như là vừa rồi như vậy, chư vị đều thấy rõ chưa? Chủ quán ngẩng đầu, cười rất là thân thiết. Mọi người bên cạnh lộ kỳ châu đầu ghé tai nghị luận, hiển nhiên đang phân tích trong đó, mà lộ kỳ lúc này cũng thiếu chút nữa nhìn rõ dù sao quy tắc chỉ có một chút như vậy trò chơi cũng rất đơn giản trong ba cái động dây thừng chọn một cái chọn gậy gộc ngăn cản dây thừng như vậy giống như vừa rồi chủ quán như vậy coi như thắng lợi nếu như chọn vòng qua dây thừng như vậy khẳng định chọn hai cái động khác có ai muốn lên đây chơi không chủ quán phát ra lời mời tiếp theo lại nói rõ bất quá chúng ta cái này cũng không thể chơi không mỗi lần muốn chơi đều phải móc không ít hơn ba ngân tệ về phần nhiều hơn phải xem chính ngài nếu là chọn trúng ta bồi thường ngài đặt cược tiền nếu là không chọn trúng tiền này có thể thuộc về ta ta tới lúc này có một khán giả ngứa tay bước lên phía trước vẻ mặt nóng bỏng tỏ vẻ muốn chơi một ván sau đó lưu loát móc ra ba đồng bạc đặt ở bên phải mặt bàn vậy ngài xem kỹ ta bắt đầu chủ quán cũng không nói nhảm trực tiếp bắt đầu cuốn dây thừng từng vòng từng vòng thủ pháp của hắn rất nhanh chóng chủ yếu còn phối hợp với một ít động tác tứ chi hoa lý hồ tiêu để phân tán sự chú ý của người xem nhưng thực tế vẫn không khó dù sao dây thừng có đầu có đuôi bất kể là chọn vòng qua dây thừng hay là ngăn cản dây thừng đều rất đơn giản được rồi ngài chọn đi chủ quán đưa gậy cho khán giả kia người sau không do dự chọn một cái lỗ liền cắm xuống hơn nửa nói ta chọn dây thừng vòng qua gậy. Tốt chứ vị khán giả, còn có vị này đều xem trọng. Chủ quán bắt đầu giật giật dây thừng, dây thừng từng vòng từng vòng giảm bớt, trở nên giống như con rắn nhỏ, thẳng đến cuối cùng ngay cả đuôi cũng vòng qua gậy gộc, cuối cùng trên mặt bàn chỉ còn gậy gộc lẻ loi cắm ở chính giữa. Chúc mừng vị này đã được chọn. Chủ quán vẻ mặt tươi cười chúc mừng, hơn nữa không có một chút không muốn móc ra ba viên ngân tệ. Cứ như vậy, vị khán giả đặt cược này liền kiếm được ba bạc cũng không nói tiếp tục chơi vui vẻ rời đi có người đầu tiên kiếm tiện nghi những người xem khác cũng dần dần không chịu nổi nhao nhao tiến lên chơi trong lúc đó chủ quán dựa vào thủ pháp đến nỗi cũng lừa được ánh mắt của mấy người xem làm cho bọn họ đè sai rồi nhưng tổng thể mà xem chủ quán vẫn mệt mỏi tê dại người càng ngày càng nhiều lộ kỳ chỉ là nhìn hai ba bàn cảm thấy không có ý nghĩa gì liền chuẩn bị rời đi tôi có thể chơi một ván lúc này đám người phía sau truyền ra một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe hẳn là một nữ hài tử mọi người tránh ra một chút vị trí một cô gái tóc vàng chen vào với đôi mắt to đầy hứng thú với trò chơi lộ kỳ dừng bước nhìn về phía cô gái ngoài kinh diễm còn có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền đụng phải một anh hùng cô gái có một khuôn mặt trứng ngỗng mềm mại mang theo sự thanh thuần của thiếu nữ Ngũ quan xinh đẹp giống như thiên công tỉ mỹ điêu khắc, răng trắng mắt sáng, đôi mắt xanh thẳm sáng ngời dị thường khiến người ta động tâm, một mái tóc vàng rực rỡ giống như ánh mặt trời chiếu lên trên. Nàng chỉ đứng ở chỗ này liền thập phần gây chú ý. Hơn nữa, có được độ phân biệt cực cao, chung quanh đã có không ít dân chúng đem nàng nhận ra. Miệng vệ tiểu thư Lucy sau khi nghe được càng thêm xác định trong lòng phán đoán, trước mắt cái này tóc vàng nữ hài chính là vị kia anh hùng quan huy nữ lang. Lắc. Dù sao, miền vệ ở Demacia thế nhưng là đỉnh đỉnh nổi danh quý tộc, người bình thường có thể không đương nổi miền vệ tiểu thư cái xưng hô này. Mọi người đối với Lắc xuất hiện cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, phản phất ở chỗ này nhìn thấy nàng cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Tôi có thể chơi một ván không? Lắc đến gần sạp nhỏ, trên mặt treo nụ cười đáng yêu lại lặp lại một lần vừa rồi lời nói, nhìn ra được nàng đối với trò chơi này đích xác cảm thấy rất hứng thú. Chủ quán dừng một chút, mới hồi đáp. Đương nhiên có thể, ngài hiểu quy tắc sao? Hiểu rồi. Alex nghiêm túc gật đầu. Chủ quán liền nói. Mời đặt cược đi. Lập tức, lắc từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo ví tiền, từ bên trong lấy ra một quả sáng lấp lánh kim tệ, đặt ở trên mặt bàn. Ngay sau đó ánh mắt không chấp nhìn chầm chầm chủ quán không chuẩn bị buông tha bất cứ động tác nào của hắn. Tốt, ta đây bắt đầu. Nhìn thấy đi lên chính là một quả kim tệ, chủ quán cũng nghiêm túc lên, trong miệng lẩm bẩm, tốc độ trong tay không ngừng tăng nhanh. Rất nhanh, ba cái lỗ dây thường liền xuất hiện. Lát bàn tay nhỏ bé vuốt cầm cân nhắc một hồi, cuối cùng cầm qua dây thường cắm ở trong đó một cái, thề son sắc nói. Ta chọn vòng qua gậy gộc. Lựa chọn của nàng là chính xác dù sao từ tỷ lệ mà xem, dây thừng vòng qua gậy gọc là tỷ lệ 2 phần 3, mà gậy gọc ngăn cản dây thừng lại là 1 phần 3. Người bình thường đều chọn vòng qua dây thừng. Sau đó, theo chủ quán bắt đầu kéo dây, dây thừng cuối cùng lại bị gậy gọc ngăn cản. Ánh mắt lắc mở to một chút, thoạt nhìn có chút mơ hồ. Tìm thư uyển www sinh com khán giả xung quanh cũng không khỏi vì nàng thở dài, chủ quán cười cười miệng vệ tiểu thư xem ra vận khí của ngài kém một chút còn muốn chơi sao cái này đều chọn không trúng lắc cũng hiển nhiên có chút không phục nàng lần nữa móc ra một đồng kim tệ buông xuống lần này biểu tình càng thêm nghiêm túc ngài lần này thật sự phải xem kỹ chủ quán bắt đầu thao tác tương tự rất nhanh lại đến lắc lựa chọn thời điểm lắc trong lúc con mắt cũng không chấp một cái rất là xác định đem gậy gộc cắm ở một cái dây thừng trên động lần này tuyệt đối sẽ không sai ta chọn vòng qua dây thừng theo chủ quán bắt đầu kéo dây người xem chung quanh lại truyền ra một trận âm thanh hít thở bởi vì lần này dây thừng cũng bị gậy gọc ngăn cản lắc cũng hoàn toàn bối rối nàng không rõ vì sao còn có thể chọn sai chủ quán ho khan hai tiếng xem ra hôm nay ngài không may mắn lắm một khán giả xung quanh thì thầm theo một nghĩa nào đó vận khí cũng rất tốt dù sao liên tục hai lần đều có thể chọn được sợi dây ngăn cản lại có một khán giả đề nghị nếu không lần này thử chọn ngăn dây thường lại có lẽ sẽ thắng lại lần trước cũng có người đề nghị không được không được đã thua hai đồng tiền vàng rồi muốn ta xem vẫn là đừng chơi nữa phải biết kịp thời dừng tổn thất lắc nghe được chung quanh thanh âm hiển nhiên đã có chút cấp trên nặng nề thở ra một hơi không tin tà trực tiếp xuất ra hai miếng kim tệ lại đến. Nếu ngài còn muốn chơi, như vậy lần này xem trọng. Chủ quán tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền, thuần thục bắt đầu lặp lại thao tác. Đã đến lúc lát phải lựa chọn. Lần này, cô không do dự, lập tức chọn một cái lỗ dây thừng. Lần này tôi chọn ngăn dây thừng lại. Chương 4 Cái này chỉ dê béo như thế nào giống như ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, as gone, Push, tốt, ngài chú ý xem. Chủ quán bắt đầu kéo dây thừng, dây thừng từng chút từng chút biến dài, lắc có chút khẩn trương nhìn chầm chầm. Một giây sau, cả người ngây dại. Trong đôi mắt rất đẹp của cô, sợi dây thừng cuối cùng từng chút từng chút vòng quanh cây gậy, cuối cùng trên mặt bạn chỉ còn lại một cây gậy trong tay cô. T. Xung quanh truyền đến vài tiếng hít vào không khí lạnh, chỉ sợ ngay cả khán giả cũng không nghĩ tới, vận khí của vị miền về tiểu thư này lại xui xẻo như vậy. Nàng lại một lần nữa chọn sai rồi. Bây giờ lắc, còn kém đem mốc so hai chữ viết ở trên mặt. Cái này. Chủ quán tự hồ có chút bất đắc dĩ, an ủi. Có đôi khi vận khí kém là như vậy, trước khi ngài đến cũng có một người, hắn chọn năm lần cũng không trúng. Hắn vừa nói xong, trong đám người liền lập tức có một người đáp lại, hắn thở dài. Ta chính là người kia, miệng về tiểu thư bình tĩnh lại người xui xẻo uống nước lạnh cũng sẽ tắt trăng vừa nghe đến có người so với mình còn xui xẻo hơn lắc tựa hồ tâm tình tốt hơn một chút cho tới bây giờ cô vẫn cho rằng ba lần đều chọn sai là vận khí của mình không tốt lúc trước khi cô nhìn thấy người khác chọn sai còn cảm thấy những người đó sao lại ngốc như vậy cái này cũng có thể chọn sai dù sao dây thừng có đầu có đuôi chỉ cần xác định đầu kia chiếc đôi ban đầu vô luận như thế nào cũng chọn không tệ mới đúng hiện tại đến phiên mình lên sân khấu lắc mới phát hiện tựa hồ hoàn toàn không phải như vậy trong này dựa vào vận khí thành phần rất lớn chắc chắn không phải cô ấy ngốc nhưng là rất nhanh lại tới hai bàn lắc hoàn toàn hoài nghi nhân sinh nàng đã liên tục năm lần chọn sai đặt cược cũng từ hai kim tệ biến thành tám kim tệ làm sao vận khí có thể kém như vậy lắc không hiểu một lần nữa. Lắc trọng chỉnh tâm tính, giống như là một dân cờ bạc thua đến đỏ mắt. Cô quyết định chơi thêm một ván nữa, hơn nữa cho rằng lần này mình hoàn toàn nghiên cứu rõ ràng. Nàng lần này trực tiếp lấy ra 10 đồng kim tệ, tự hồ là muốn đem lúc trước thua trận một lần thắng lại. Được, ta tùy thời phụng bồi. Chủ quán cười rất là hiền lành, chỉ thấy hắn bắt đầu trình diễn thủ pháp quen thuộc. Lát cho rằng mình có thể chính là thua ở chỗ này, cho nên vô cùng nghiêm túc nhìn chầm chầm, nhưng là tuy rằng chủ quán thủ pháp nhanh, nhưng dây thường liền dài như vậy, cũng không có gì có thể nhìn ra đồ vật. Lần này vẫn là ba cái động, lắc lựa chọn thời điểm không có giống trước như vậy quả quyết, mà là do dự lên. Cô giống như một kỳ thủ do dự, Thủy chung không biết nên hạ cờ ở vị trí nào. Lúc này thính phòng có một người lên tiếng. Ta cảm thấy cái lỗ bên trái kia sẽ bị ngăn lại, hai cái còn lại là vòng qua gậy mọi người vừa nhìn, cảm thấy hắn có chút quen mắt, người nọ vào đầu cười cười. tại hạ vận khí cũng không tệ lắm, trước đó thắng liền bốn ván. lúc trước người chơi trò chơi đích thật là có một người như vậy. mọi người nghe được hắn bắt đầu đưa ra đề nghị, vì vậy cũng bắt đầu phân tích, sau đó lại đứng ra hai cái áp đối rất nhiều lần người xem, đều đề nghị lựa chọn bên trái dây thường đồng. lát giờ phút này giống như một viên nước chảy bèo trôi cỏ nhỏ, đã mất đi nhất định lực phán đoán nghe được mọi người phân tích hơn nữa chính mình một ít suy đoán, cảm thấy rất có đạo lý. Vì vậy, lần này chọn lỗ dây bên trái. Lần này, tôi chọn ngăn dây thường lại. Tốt, hy vọng lần này ngài có thể đem lúc trước thắng trở về. Chủ quán nói xong, bắt đầu kéo dây thừng. Lắc so với vừa rồi còn muốn khẩn trương nhìn chầm chầm, nhưng mà lúc này đây, nàng vẫn là chọn sai rồi, không khỏi sững sờ tại chỗ. Dây thừng, cuối cùng vòng qua gậy chủ quán tiếc nuối nói phi thường đáng tiếc vẫn là chọn sai chung quanh mọi người nghị luận thoáng cái nhiều lên lúc trước đưa ra đề nghị cái kia mấy cái người xem cũng là than thở nhau nhau tỏ vẻ chính mình nhìn lầm lắc vận khí quá kém các loại con người không thể cứ đi mãi học thuộc lòng bảy lần cũng nên chọn một lần chứ lắc phục hồi tinh thần lại đã triệt để thượng đầu toàn bộ chính là một cái không tin tà trạng thái nàng đem trong ví tiền còn lại kim tệ lấy ra tổng cộng mười mấy miếng sáng lấp lánh kim tệ rơi xuống mặt bàn, rất là chói mắt. Lần này qua lần khác, Lạp Khắc Ti kỳ thật đã thua không ít tiền. Phải biết rằng, Demacia giá cả cũng không đắt đỏ, một cái kim tệ đã đủ một gia đình bình thường một đoạn thời gian rất dài chi tiêu. Mà lắc ít nhất đã thua mất 20 đồng tiền vàng, đối với nàng mà nói cũng là một khoản tiền tiêu vặt không nhỏ. Nếu như lần này còn thua, lạp khắc ti liền thiệt thòi lớn thế nhưng nếu như không đem lúc trước thắng trở về nàng trở về nhất định sẽ tức giận ngủ không yên chung quanh mấy cái người xem nhau nhau phụ họa lắc quan điểm mọi người đều cho rằng nàng nên vận khí tốt một lần dù sao liên tục sáu lần không có chọn trúng đã đổi mới kỷ lục nếu không thì thôi đi miệng về tiểu thư ta cảm thấy kịp thời dừng tổn thất thì tốt hơn để tránh thua nhiều hơn đây là một trò chơi may mắn có đôi khi không thể không tin ta và một số khán giả bắt đầu đề nghị lắc từ bỏ. Nhưng là, những lời này, sẽ chỉ là một cái đã mất đi rất nhiều dân cờ bạc càng thêm cấp trên. Dù sao, sẽ không có người tin mình vẫn gặp xui xẻo. Lộ kỳ đem toàn bộ quá trình nhìn vào trong mắt, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Hắn đồng dạng tinh tế kiểm tra hồi lâu, nhớ lại một chút phía trước mấy bàn, rốt cuộc phát hiện rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp. Ngay tại chủ quán bắt đầu cầm lấy dây thừng, bắt đầu thủ pháp thời điểm lộ kỳ ở trong đám người như có điều suy nghĩ lên tiếng ta cảm thấy cái này cũng không giống như là một cái vận khí trò chơi càng giống là một cái lừa đảo trò chơi a à. lời của hắn cắt đứt thanh âm của một số người cũng hấp dẫn không ít người chú ý trong đó cũng bao gồm lắc lúc này lực chú ý rất là tập trung nàng lập tức liền nghe được lucy nói một người xem bên cạnh lộ kỳ lên tiếng hỏi tiểu huynh đệ Ngươi nói lời này là có ý gì? Nghĩa đen. Lộ kỳ đi về phía trước hai bước, đi tới quầy hàng cách đó không xa, đồng thời nói. Nếu như là vận khí trò chơi, như vậy đè xuống xác thực có thể sớm muộn đem trước thua thắng lại. Nhưng nếu như không phải vận khí trò chơi đâu. Miệng về tiểu thư, ngươi chỉ biết càng đè càng nhiều, càng thua càng nhiều. Chủ quán thoạt nhìn có chút tức giận, tìm thư uyển phất tay bất mãn trừng mắt nhìn lộ kỳ người trẻ tuổi đừng tới quấy rối ngươi nói bừa cái gì để cho hắn nói xong lắc lúc này có chút phản ứng lại quay đầu lại nhìn luke hỏi ngươi nói lừa đảo trò chơi là có ý gì nhìn gần khuôn mặt của nàng càng lộ vẻ xinh đẹp lộ ra một cổ thanh thuần của thiếu nữ lộ kỳ giải thích cái gọi là trò chơi lừa đảo chính là chỉ mấy người liên hợp lại chờ một con dê béo gài bẫy con dê béo này bình thường quan sát trước phát hiện loại trò chơi này rõ ràng rất đơn giản, nhưng những người đó còn có thể đặt cược sai, chẳng lẽ đều là ngu ngốc. Nhưng mà chờ dê béo lên sân khấu, cũng đã rơi vào bẫy lừa đảo rồi. Sao con dê béo này lại nói giống tôi như vậy? Lắc phát hiện lộ kỳ nói cùng tâm lý của mình lộ trình hoàn toàn giống nhau, không khỏi có chút chột dạ, nói như vậy nàng cũng là ngu ngốc. Nhưng điều này có thể cách ta sao? Tôi thật sự không ngốc. Chú ý tới ánh mắt của Lắc, lucy tiếp tục nói kỳ thật cũng không phải dê béo ngốc mà là kẻ lừa đảo lợi dụng một loại tâm lý đại chúng lừa gạt dê béo ngoại trừ chủ quán bên ngoài hắn còn cần vài người đến phối hợp chờ dê béo bao vây lộ kỳ nhìn lướt qua chủ quán muốn lên tiếng không cho hắn cơ hội nói chuyện xoay người chỉ vào mấy người ngươi ngươi còn có ngươi không ngoài sở liệu của ta các ngươi đều là nhờ vả đi trong đó có hai cái đều là thua vài ván cũng có một cái thắng qua, còn có một cái từ đầu tới cuối không có tham dự trò chơi, chỉ là đảm đương người xem đưa ra đề nghị. Những người này thấy lộ kỳ từng cái chỉ tới, theo bản năng né tránh ngón tay của hắn. Những người này có thắng có thua, cũng có cho tới bây giờ chưa từng chơi qua, dựa theo loại tình huống này, nếu như vừa rồi ngài định buông tha, như vậy bọn họ chỉ sợ sẽ nghĩ biện pháp khuyên ngài tiếp tục chơi. Chương 5 Chọc thủng đầu đường trò lừa gạt bạn đang nghe tại truyện chấm audio ashbygone window ashbygone push ý của thác ta sẽ không nói chư vị hẳn là đều hiểu nếu không có gì bất ngờ xảy ra hai người đứng xa xa kia thắng tiền liền đi cũng là kéo bọn họ vì sao không rời đi giọng điệu lộ kỳ thập phần tự tin nói lời này của ngươi là có ý gì chúng ta từ đầu tới cuối đều không có làm cái gì như thế nào lại thành kéo dài thật là thú vị không nghĩ tới còn có thể gặp phải loại chuyện này. Ta nửa đường mới tới, kết quả thành quỷ thác. Mấy người bị chỉ nhất thời có cảm xúc, đều tức giận bất mãn trừng mắt nhìn lộ kỳ. Lát giờ phút này có chút choáng ván, nhưng cũng không phải quá ngốc, bắt đầu có chút làm rõ ràng tình huống, nàng giống như bị một đám người liên hợp lại lừa. Tiểu huynh đệ, trò đùa này cũng không dễ mở a, à, ai dám lừa gạt miệng về tiểu thư. Chủ quán giờ phút này phi thường trấn định lên tiếng, hắn khẽ cười, biểu tình vẫn là trước sau như một hiền lành, nhìn không giống kẻ lừa đảo. lộ kỳ nhìn hắn, đồng dạng cười nói: các ngươi cũng dám a? À, dù sao vương đô lớn như vậy, lừa xong giấu vài ngày, đổi kiểu lại đi ra tiếp tục gạt người. vị huynh đệ này, ta vừa đi ngang qua, nghe ta một lời, nếu muốn hấp dẫn miệng về tiểu thư chú ý thì không cần phải dùng thủ đoạn này, người bị ngươi oan uổng sẽ không dễ chịu. lúc này một khán giả giống như người qua đường đứng ra trong lúc nói chuyện còn có vài phần đạo lý nghe giọng nói của anh cũng giống như là một người tốt bụng chính trực lập tức đem lộ kỳ biến thành một tuyển thủ đầu óc lệch lạc muốn dùng thủ đoạn hấp dẫn miệng về tiểu thư chú ý dân chúng chung quanh nhất thời cảm thấy rất có đạo lý nhao nhao nói theo lắc đích xác gặp qua không ít muốn hấp dẫn nàng chú ý nam sinh các loại thủ đoạn đều có nhưng là phần lớn thời gian nàng đều có thể nhìn ra bất quá lần này nàng cảm thấy lộ kỳ không giống như người này nói nàng dù thế nào trì độn giờ phút này cũng nên phản ứng lại trong lòng cái loại này bị lừa cảm giác dần dần mãnh liệt lên lúc này lũ kỳ nhìn người này một cái ha ha cười nói ngươi cũng là người qua đường à tránh sang một bên người kia nhất thời có chút xấu hổ một bên lắc đầu ngươi người này thật sự là không thể nói lý dùng loại thủ đoạn này nữ hài tử nào sẽ thích ngươi đây thấy chưa, trong trò lừa đảo này, vai trò của thác chính là như vậy, chịu trách nhiệm kích động cảm xúc của mọi người, mà người bị kích động căn bản không nhận ra mình được quỷ thác đi theo nhịp điệu. Lộ kỳ cũng không để ý tới xung quanh mọi người đối với hắn lên án công khai, mà là tiếp tục nói, tự nhiên mà vậy, bọn họ cũng liền thành trận này lừa gạt bên trong một loại khác thác, vô luận là khuyên ngươi buông tha, hay là khuyên ngươi lại chơi một bàn, hoặc là thắng tiền thua tiền. Tiếng nói vừa dứt, mọi người an tĩnh lại, tự hồ không ai nguyện ý thừa nhận điểm này bị kéo theo cảm xúc. Sự im lặng của họ đã chứng minh điều đó. Vừa rồi bị lộ kỳ chỉ là thác một người cười lạnh đạo áo. À, lúc trước đều là phân tích của ngươi, ngươi nói nửa ngày, dù sao cũng phải lấy ra để cho mọi người tin phục chứng cớ, cũng không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Ngươi dám đưa dây thừng cho ta. Lộ kỳ khẽ cười nói, nhìn chủ quán. Đây chính là người ta ăn cơm, sao có thể tùy tiện cho người ta xem chứ? Chủ quán sắc mặt không có biến hóa, trong lòng cũng đã sớm hoảng hốt. Hắn nhìn thấy ánh mắt tự tin của Lộ Kỳ, tuy rằng không muốn tin, nhưng thủ đoạn của mình tám phần đã bị người này nhìn thấu. Áp lực bị nhìn thấu thủ đoạn, kỳ thật so với lừa gạt miệng về tiểu thư, căn bản không đáng kể. Hắn giờ phút này trên người mang rất lớn áp lực, rất lớn một phần đều là đến từ lừa gạt miệng về tiểu thư. Vốn ban đầu hắn không muốn làm như vậy, nhưng miệng vệ tiểu thư lại đích thật là một con dê béo ngây ngốc, lừa gạt xong đơn hàng này của nàng, có thể tiêu sái thật lâu. Vốn chỉ là muốn cùng chư vị chơi trò chơi tiêu khiển, người đã cảm thấy ta là gạt người, ta đây đem trước thắng tiền tất cả đều đầy đủ trả lại, như vậy cũng có thể đi. Chủ quán giờ phút này giả bộ rất hào phóng, đem tiền thắng lúc trước lấy ra đặt ở trên mặt bàn, hành động này tựa hồ thoạt nhìn thật sự không giống gạt người. Lộ kỳ tự nhiên biết cái này chủ quán kỳ thật ngay từ đầu liền không có cùng chính mình dặn có dũng khí, bởi vì loại này đầu đường mánh khóe lừa gạt, rất dễ dàng liền vạch trần. Thấy không giả vờ được nữa, liền muốn giả vờ làm người tốt chạy trốn. Lucy nói xong, nhìn về phía lắc, miệng về tiểu thư, ngài cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không được. Giờ phút này lắc cũng đã nhìn rõ tình huống lập tức biểu tình tương đối khó chịu. Tôi không vui. Lúc này, trên người nàng mới tản mát ra một cổ uy nghiêm thuộc về quý tộc, chỉ bất quá biểu tình hung dữ thoạt nhìn giống như là một con hổ nhỏ tức giận. Nói thì chậm mà lúc đó nhanh, chủ quán cơ hồ không chút do dự đứng dậy có cản bỏ chạy, nhanh như chớp liền lao ra khỏi đám người. Chỉ để lại một bóng lưng chật vật chạy trốn. Đừng chạy. Lắc còn chưa kịp phản ứng, chỉ lo hô to một tiếng, người đã chạy ra một khoảng cách. Những người khác thấy thế, cũng yên lặng rút khỏi đám người đều tự phân tán chạy trốn đáng giận a à, đừng để ta gặp lại các ngươi lắc thở phi phò nắm chặt nắm đấm chủ quán hành động chạy trốn đã chính mình chứng thực hắn là kẻ lừa đảo chỉ bất quá lắc vẫn không hiểu rõ chủ quán đến tột cùng là như thế nào lừa gạt qua nàng nàng xoay người nhìn về phía luke tò mò hỏi ngươi là như thế nào phát hiện bọn họ đang gạt người khán giả vừa rồi đi theo cái thác kia lên án Lộ Kỳ cũng rất tò mò. Lộ Kỳ đến gần mặt bàn, nhìn phía trên chủ quán chưa kịp mang đi dây thừng cùng gậy gộc, cầm lấy dây thừng nói. Kỳ thật vấn đề liền ở trên sợi dây thừng này, ta vừa rồi hỏi kẻ lừa đảo, liền cho thấy ta đã biết mánh khóe lừa gạt của hắn, cho nên hắn ngay cả cùng ta dặn có dũng khí đều không có, trực tiếp chạy trốn. Hắn một bên nói, một bên bắt đầu biểu diễn quá trình lừa đảo gạt người tìm thư uyển www.giaosusun.com thủ pháp không có cách nào phục khắc, nhưng phương hướng cơ bản là không thay đổi. Hắn đem dây thừng giống như là kẻ lừa đảo cuốn thành một vòng một vòng, sau đó ở giữa có ba cái lỗ dây thừng. Miệng vệ tiểu thư, chọn một người đi. Rót tra hiệu cho lắc lựa chọn. Lắc cầm lấy cây gậy, chọn một cái lỗ dây thừng, nói. Ta chọn dây thừng sẽ vòng qua cây gậy. Lần này giọng nói của cô mang theo sự tự tin bởi vì luke thủ pháp rất ngốc cơ bản không có cái gì có thể che giấu đồ vật cho nên dây thừng có thể hay không vòng qua gậy gộc kỳ thật liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra vẫn là câu nói kia dây thừng là có đầu có đuôi lập tức lộ kỳ kéo dây thừng ngay dưới ánh mắt chăm chú của mọi người dây thừng lại bị gậy gộc ngăn cản ta hiểu rồi lắc bỗng nhiên kinh hô một tiếng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ động tác của lucy rất chậm chậm đến mức cô có thể nhìn rõ tất cả các chi tiết. Nguyên lai dây thường nhìn như chỉ có một sợi, kỳ thật chia làm ba sợi, chỉ là mắt thường cho rằng là một sợi. Phân biệt đối ứng ba cái động, nếu kẻ lừa đảo có tâm muốn lừa ngươi, vô luận lựa chọn cái nào động, cho dù chọn đúng, hắn chỉ cần nhân cơ hội nhanh chóng ông lấy một sợi dây thường đối ứng khác là có thể thực hiện thao tác muốn hoàn thành. Lát tự tin phân tích xong, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Lucy, ta nói đúng không? Logic cơ bản là như vậy, và những gì bạn nói là hoàn toàn chính xác. Lộ Kỳ nói. Đơn giản mà nói, chính là lợi dụng thị giác kém của người xem để hoàn thành mánh khóe lừa gạt, luyện tập thời gian dài đủ để lặng lẽ hoàn thành thay dây thường nhanh chóng. Khán giả xung quanh, giờ phút này cũng hiểu ra. Thì ra là như vậy. Đầu năm nay những tên lừa đảo này đều đáng ghét như vậy. Tôi suýt nữa đã bị lừa. Chương 6 có điểm giống trên sách nói đùa nghịch lưu manh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, ta lại thiếu chút nữa bị mánh khóe lừa gạt đơn giản như vậy lừa sạch kho bạc nhỏ. Lắc không thể chấp nhận được. Lúc này Lucy vừa lúc hướng nàng nhìn tới, lắc mạnh miệng nói. Kỳ thật ta lại chơi thêm hai bàn, cũng có thể nhìn ra. Có thể nhìn ra hay không ta không biết, nhưng lúc đó kẻ lừa đảo khẳng định đã lừa sạch tiền nhỏ của ngươi sau đó chạy trốn hai câu này lucy cũng không có nói ra trên mặt vẫn duy trì mỉm cười chung quanh mọi người bắt đầu tản đi lắc chú ý tới điểm này sau bỗng nhiên phát ra một đạo rên rỉ xong rồi lộ kỳ thấy thế có chút tò mò muốn hỏi xem đã xong ở đâu ta lắc danh dự muốn xong rồi ngày mai ta bị xem là dê béo lừa gạt sự tình chỉ sợ sẽ truyền khắp vương đô đều là lắc vừa nghĩ tới điểm này khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi có chút hoa dung thất sắc nhìn ra cô là một người rất để ý đến thiết lập của mình lộ kỳ yên lặng không lên tiếng hắn luôn cảm thấy vị tiểu thư miệng vệ gia này thoạt nhìn không quá thông minh lắc giống như là một quả bóng xì hơi cả người thoạt nhìn cũng không có khí lực gì có vẻ phờ phạt bất quá có một loại đáng yêu khác dù sao cũng cảm ơn anh nếu không tôi sẽ không có đồ ăn vặt trong một thời gian dài lắc nói và vui lên một chút, ít nhất cô ấy không mất gì đáng kể. Chứng kiến chính mình tiền nhỏ không có bị lừa đảo mang đi, tâm tình của nàng lại tốt hơn một ít, đem kim tệ nhặt về ví tiền sau nàng lại nói, ta gọi lát sang, ngươi đâu? Lát tên thật là Chana Corona. Chỉ bất quá bình thường quan hệ tốt người, đều trực tiếp gọi nàng lắc. Lộ kỳ. Luke rất đơn giản tự giới thiệu một chút. Hai người vừa đi vừa nói, lắc lại nói tiếp. Lần này nếu như không phải ngươi, ta liền tổn thất thảm trọng, về sau nếu có chuyện gì cần ta hỗ trợ, xin nhất định phải tới tìm ta, ta ở tại miệng vệ gia, báo lên tên của ta là được. Lộ kỳ lập tức nói. Ta cảm thấy không cần sau này, ta hiện tại có một việc cần miệng vệ tiểu thư hỗ trợ. Đây mới là nguyên nhân hắn vẫn chưa đi, cuối cùng còn lựa chọn ra tay hỗ trợ. Dưới tình huống bình thường, mặc dù phát hiện đây là một hồi âm mưu đầu đường lộ kỳ cũng sẽ không xen vào việc của người khác dù sao hắn cũng không có lý do gì cản trở người khác phát tài nhưng mà liên quan đến mình lộ kỳ cần phải làm chút gì đó mê ly giao cho hắn vòng cổ nhất định phải tìm một cái hiểu nghề mới được nhưng những kia quý tộc lucy lại không có cách nào trăm phần trăm tin tưởng cho nên lắc xuất hiện rất đúng lúc bởi vì luke mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy lắc nhưng trên thực tế đã đối với nàng có hiểu biết cô ấy là một cô gái đáng tin cậy lắc lúc này nghe được lucy nói tuy rằng không nghĩ tới nhanh như vậy liền cần nàng hỗ trợ bất quá cũng không có ngoài ý muốn thập phần hào sản mở miệng nói không thành vấn đề hiện tại liền nói đi ta nhất định tận hết khả năng của ta chúng ta trước tìm một chỗ ngồi một chút đi hai người tìm một chỗ có thể ngồi xuống nói chuyện lucy ngay trước mặt lắc cũng không sợ xấu hổ đưa tay từ phía dưới đưa vào trong áo tốt một hồi bận rộn còn không thể tránh khỏi lộ ra bụng lắc kỳ quái nhìn xem luki cử động có chút không hiểu hắn đang làm cái gì nhưng xuất phát từ trước đó luki hỗ trợ hảo cảm cũng không có nói cái gì mà là dời tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa dời đi chú ý bởi vì theo nàng xem ra hành động của lộ kỳ giờ phút này có chút giống như là trong sách nói đùa lưu manh khụ được rồi nghe thấy giọng nói của luke lát quay đầu lại nàng nhìn thấy lộ kỳ từ trong quần áo lấy ra cái gì hơi phát ra đẹp mắt hào quang sáng lấp lánh hình như là một cái vòng cổ hơn nữa xem ra giá trị xa xỉ lát là xuất thân từ đỉnh cấp quý tộc tiểu thư liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra lucy trong tay vòng cổ giá trị xa xỉ cái vòng cổ này rất quan trọng đối với tôi cho nên giấu cẩn thận một chút luke vẫn giải thích cho mình một câu mặc dù không cần thiết lắc gật đầu ừ tôi hiểu ít nhất nàng nhìn ra lộ kỳ không có đùa dẫn lưu manh ngươi có thể nhận ra cái vòng cổ này đến từ đâu không lucy đưa sợi dây chuyền qua bảo thạch ở giữa sợi dây chuyền lóe ra hào quang động lòng người giống như con ngươi của cô gái trước mắt khiến người ta chú ý lát chú ý đã bị hấp dẫn đi qua nàng cũng bắt đầu tò mò lên Lucy ăn mặc cùng hành vi cử chỉ thoạt nhìn không giống như là một cái quý tộc, nhưng hắn lại từ trên người móc ra như vậy một sợi dây chuyền đến. Đây là. Lát tiếp nhận sợi dây chuyền, đặt ở dưới ánh mặt trời tinh tế đánh giá, sợi dây chuyền đích xác rất là xinh đẹp, nhưng trừ lần đó ra, nàng còn cảm thấy có chút quen mắt. Bên trong bảo thạch có ba đạo lăng tinh, chính là ba đạo lăng tinh này làm cho nàng cảm giác đã gặp qua ở nơi nào. Ta nhớ ra rồi đây không phải là dấu hiệu của quan thuẫn gia tộc sao? Lắc rốt cục tìm được nàng cảm thấy quen mắt địa phương, cái này bảo thạch bên trong khắc lăng tinh chính là quan thuẫn gia tộc tiêu chí. Nàng theo bản năng nhìn về phía Lucy, cái này tuổi trẻ, tướng mạo đẹp mắt nam nhân, hỏi, cái này sợi dây chuyền là như thế nào tới? Câu trả lời này rất quan trọng, nếu như vòng cổ là thật, mà Lucy lại là thông qua thủ đoạn không bình thường đạt được, vậy cái vòng cổ này giá trị đủ để cho Lucy chết trên nhiều lần. Không cần khẩn trương như vậy, vòng cổ này là của mẹ tôi, nhưng mẹ tôi đã qua đời rồi. Lộ kỳ nhìn thấy vẻ mặt của Lắc, đã đoán ra chỉ sợ sợi dây chuyền này không đơn giản, tìm thư quyển không giấu giếm sự tình nói, trước khi lâm chung, mẫu thân dặn dò ta cầm sợi dây chuyền đến vương đô, thế nhưng tới muốn đi đâu, ta cũng không biết. Thì ra là như vậy, đối với chuyện của mẫu thân ngươi ta tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu tiên là lễ phép nói xong tiếp theo mới tự tin nói ngươi tìm ta xem như tìm đúng người ngươi hiện tại muốn tìm chính là cái này vòng cổ xuất xứ đúng không luke gật đầu vậy đi theo ta lắc đứng lên đem vòng cổ trả lại sau đó hướng phía trước đi đến đầu óc của nàng đã bắt đầu sinh động hẳn lên quan thuẫn gia tộc nói cách khác liền có thể gọi là hoàng thất sợi dây chuyền đại biểu cho gia tộc quan thuẫn mà chủ nhân của sợi dây chuyền này lại là mẹ của Lộ Kỳ, trong chuyện này khẳng định cất giấu chuyện xưa gì đó. Lắc chắc chắn. Trong lòng nàng đã dấy lên tâm hồn bát quái nồng đậm, tất phải làm rõ chuyện này. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Luffy hỏi. Hoàng cung. Câu trả lời của lát rất đơn giản, chỉ có hai từ. Luke yên tĩnh lại, trong lòng bắt đầu suy tư. Hắn vừa rồi nghe được hai chữ quan thuẫn liền cảm thấy có điểm không thích hợp, trước mắt có thể xác định, sợi dây chuyền này đích xác không đơn giản. Bởi vì ngay cả lắc lấy được tay một khắc kia biểu tình đều có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, nàng chính là hòn ngọc quý trên tay của miệng vệ gia tộc, cho dù vòng cổ này có trân quý thế nào, còn có đạo lý đáng để miệng vệ tiểu thư kinh ngạc. Cho nên cái này đại biểu, lắc kinh ngạc không phải vòng cổ giá trị, mà là vòng cổ phía sau ý nghĩa. Kỳ thật lúc này trong lòng lộ kỳ cũng có chút không yên. Hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì đi theo lạp khắc ti đi tới hoàng cung. Chương 7 Cảm giác giống như là trở về nhà một dạng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, một đường lên đường suy nghĩ rất nhiều chuyện, thoạt nhìn giống như tâm sự nặng nề. Mà đi ở phía trước lắc thì không giống với, nàng bước nhẹ nhàng bước chân, cánh tay nhoáng lên một cái, thoạt nhìn tâm tình rất là không tệ hiển nhiên đã quên sạch chuyện vừa rồi trên đường khi lộ kỳ đi tới dưới chân lê minh thành vẫn là nhìn không được ngẩng đầu nhìn lên pho tượng kỵ sĩ đứng sừng sững trước cửa thành nó cùng tòa thành sau lưng liền làm một thể thân khoác áo gió màu trắng có vẻ vô cùng đồ sộ lê minh thành cũng được gọi là hoàng cung là đương đại tam thế quốc vương cung điện cũng là sở hữu vương đô đại thần quý tộc hội tụ một đường thương luận nghị sự trọng yếu nơi dưới ánh mặt trời là mặt đất lát gạch đá màu trắng, đi ở phía trên có thể cảm nhận được tâm tình phản phất đều trở nên trầm trọng một ít. Xung quanh đi ngang qua một đội vệ binh tuần tra, bước chân đều nhịp. Từ Lê Minh thành cửa vào, cũng có số ít người ra vào, những người này phần lớn thân phận địa vị đều không đơn giản. Nói tóm lại, nơi này cũng không giống như là lộ kỳ cái này bình dân tiểu bách tính nên tới địa phương. Lắc giống như là cái khách quen đồng dạng, tuyệt không quan tâm cái gọi là nghiêm túc không khí nàng mang theo lucy đi tới lâu đài dưới chân lối vào chỗ ở đây có bốn vệ sĩ canh gác lắc lộ ra một cái động lòng người nụ cười nhiệt tình chào hỏi buổi chiều tốt lành nụ cười của nàng có sức cuốn hút rất mạnh không khí trang trọng nghiêm túc trên người bốn vệ binh tự như thoáng cái tiêu tán khó có được thoải mái trong đó một vệ binh hướng nàng đồng dạng lộ ra nụ cười buổi chiều tốt lành miệng về tiểu thư, ngày hôm nay tới vương cung làm gì? Đối với việc lập khắc ti đến bọn họ hình như không có gì lạ. Lét nói tiếp. Tôi đến tìm gì tôi, bà ấy có ở đây không? Lời của ti đại nhân, sáng nay tựa hồ chưa từng rời đi. Vệ binh nghĩ nghĩ hồi đáp, ngài đi vào đi, vì phía sau ngài là. Bằng hữu của ta. Lắc lưu loát trả lời, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta có thể mang hắn đi vào sao? bình thường mà nói không có giấy phép là không cho phép. Vệ binh tránh ra, mặt lộ vẻ hiền lành, nhưng ngại không có vấn đề gì, mời vào đi. Cảm ơn. Lắc vui vẻ nói, sau đó mang theo lộ kỳ một đường thông suốt tiến vào hoàng cung. Ở nơi này, sự hiện diện của cô dường như là một giấy thông hành. Lucy phát hiện, tự hồ tất cả mọi người đối với cô gái tóc vàng này đặc biệt khoan dung, liên tưởng đến thân phận của nàng, giống như cũng không kỳ quái bất quá trong chuyện này khẳng định còn có một phần nguyên nhân là không ai chán ghét một cô gái trên mặt thường xuyên lộ vẻ tươi cười vô luận ở chung với ai cô mang đến cho người ta cảm giác thủy chung là thân thiết mà không có cảm giác khoảng cách ít nhất ở chung ngắn ngủi dọc theo con đường này lộ kỳ chính là loại cảm giác này xem ra chuyến đi này hắn thật sự tìm đúng người rồi đừng lo lắng hoàng cung cũng không phải nơi ăn thịt người có ta ở đây Lát chú ý thấy trên đường đi Luke dường như ít nói hơn rất nhiều, cho rằng hắn cảm thấy bất an với hoàn cảnh hoàng cung, vì thế lên tiếng an ủi một câu. Không có, ta chỉ là có một loại cảm giác kỳ quái. Sắc mặt lộ kỳ có chút cổ quái, chậm rãi nói ra. Lạp khắc ti quay đầu nhìn hắn một cái, tò mò hỏi. Cảm giác gì? Lộ kỳ cảm khái nói. Cảm giác giống như trở về nhà vậy. Lắc im lặng một giây, phối hợp cười hai tiếng ha ha chuyện cười này không buồn cười cô cho rằng luke đang phát ra khiếu hài hước của anh chỉ có điều thoạt nhìn còn thiếu chút lửa luke không đáp lời nhìn xung quanh lê minh thành quả thật rất lớn hai người ở bên trong vòng hơn 10 phút mới đến nơi nơi này hình như là nơi làm việc của tia tia á na là gì của la khắc ti tên đầy đủ tia á na miền vệ là người cầm lái đương nhiệm của gia tộc miệng vệ, đồng thời cũng là nguyên soái đương nhiệm của Demacia, dưới một người chân chính, trên vạn người. Chỉ vậy là có thể thấy được thân phận địa vị đến tột cùng cao bao nhiêu. Lắc đưa tay đặt ở trên cửa, có tiết tấu gõ ba cái, phát ra tiếng vang, đồng thời trong miệng nàng cũng nói. Gì, còn đến thăm gì? Chờ đợi một lát cũng không nhận được hồi âm. Kỳ quái, không có ở đây sao? lắc trực tiếp không khách khí đẩy cửa ra thò đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua quả nhiên không có người ở bên trong chúng ta lại đi địa phương khác tìm xem lắc đóng cửa lại và đi về một hướng lộ kỳ liền chỉ có thể đi theo hai người cùng nhau ở trong hoàng cung mò mẫm đi dạo trên đường còn ngẫu nhiên gặp được vài người ném tới ánh mắt kinh ngạc đối với lắc bọn họ tự nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái bọn họ càng tò mò chính là cái này đi theo miệng về tiểu thư phía sau nam nhân là ai cô lắc, sao cô lại ở đây? Lúc này, từ bên cạnh truyền đến một tiếng gọi, tự hồ cùng lát quen biết. Theo thanh âm nhìn qua, người chào hỏi là một nam nhân trẻ tuổi khoác áo vải ngắn màu xám đen, khoảng 25-26 tuổi. Hắn đứng trước lối ra bên ngoài, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Lắc nhận thức đối phương, chào hỏi nói. Buổi chiều tốt lành, can viên tiểu ca, ngươi có nhìn thấy gì của ta sao? Can viên chỉ chỉ phía sau nói. Tina đại nhân đang cùng bệ hạ tản bộ ở hậu hoa viên, tìm thư uyển www.giao su com đồng hành còn có roi đại nhân bọn họ, tự hồ đang thương thảo chuyện gì. Lắc hướng bên ngoài nhìn một chút, không phát hiện bóng người gì, liền hỏi. Bọn họ khi nào thì đi ra? Can lắc đầu. Ta không biết, bất quá mấy vị đại nhân đi vào đã được một thời gian. Vậy được rồi. Lắc nhìn Lucy một cái nói, chúng ta ở chỗ này chờ một lát. Lộ kỳ gật gật đầu, hắn tự nhiên là không sốt ruột, hoặc là nói đến vương đô ngày đầu tiên có thể đi thẳng đến hoàng cung, đã là một chuyện không dễ dàng. Hơn nữa còn có thể đáp thượng lắc đi nhờ xe, gặp mặt đều là một ít đính thiên đại nhân vật. Nếu chỉ dựa vào một mình lộ kỳ, còn không biết phải lăn qua lăn lại tới khi nào. Trong chuyến đi này phải tiết kiệm được bao nhiêu công phu. Canvin đánh giá Lucy một cái, không nói gì, lẳng lặng đứng ở nơi đó lộ kỳ hơi câu nệ cũng yên lặng đứng tại chỗ chỉ có lắc dường như không rảnh rỗi đi lại khắp nơi nhìn khắp nơi một lát sau đi kéo bức họa trên vách tường một lát sau lại đi mân mê khô giáp đứng trước tường một chút một lát sau lại đi trêu chọc hoa cỏ sau đó kiên nhẫn của nàng rất nhanh đã bị tiêu tán sạch sẽ nàng đích thật là một cái không thích nặng nề người vì vậy làm ra quyết định chờ không được ta đi vào xem một chút Can nghe vậy bất đắc dĩ cười nói. Cái này không tốt, vạn nhất quấy rầy đến những đại nhân kia, ta không tránh khỏi bị trách phạt. Yên tâm, xảy ra chuyện ta gánh vác. Vẻ mặt lạp khắc ti không sợ gây chuyện, trực tiếp dặn dò lộ kỳ, cậu ở đây chờ một chút, tôi vào xem một chút. Lộ kỳ gật gật đầu. Canvin thấy thế, cũng buông thang ngăn trở, tùy ý lắc đi qua, đi hướng hoa viên. Chương tám Gia vàng bà thế cùng Tiana. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, trên sân chỉ còn lại hai người lộ kỳ và Canvin. Yên lặng đợi trong chốc lát, Canvin bỗng nhiên chủ động mở miệng nói. Ngươi cùng lắc tiểu thư là quan hệ gì? Trong giọng nói của hắn có chút tò mò, bất quá điều này cũng khó trách. Cho dù là ai cũng rất ít thấy miệng vệ tiểu thư mang theo một người khác phái vào hoàng cung. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, ta giúp miệng vệ tiểu thư một chút, báo đáp nạn cũng giúp ta một chút. Lộ kỳ thành thật nói cho biết, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Phải không, cô Lắc là một người nhiệt tình, và đó thực sự là điều mà cô ấy có thể làm. Canvin gật đầu. Ngươi là đệ tử nhà ai, sao ta chưa từng thấy qua? Lần thứ hai đánh giá Lucy một cái, Canvin lại hỏi, hắn đem Lucy cho rằng cái nào quý tộc nhà xem tướng mạo rất giống, bộ dạng ít có tuấn tú. Vì thế Vương Tây tự giới thiệu, nhận thức một chút, ta tên là Can Vin, đến từ gia tộc Cax, hiện tại đảm nhiệm chức hộ viên bên cạnh Tam Thế bệ hạ. Ngữ khí của hắn khi tự giới thiệu hết sức tự hào, đến từ một quý tộc nào đó, tuổi còn trẻ như vậy cũng đã có thể làm việc bên cạnh quốc vương Tam Thế, cũng đích xác có vốn liếng tự hào. Không khó nhìn ra, vị Can Vin này hẳn là có chút năng lực vị đại nhân này khách khí rồi, tại Hà Lộ Kỳ, có danh không họ, chỉ là một dân chúng bình dân ở trấn nhỏ Biên Thùy mà thôi. Lộ Kỳ vương tay bắt tay, trong quá trình tự giới thiệu một phen. Ồ, can viên nhàn nhạt trút tay về, ánh mắt nhìn về phía Lu Ke đã xảy ra thay đổi, nhiều hơn vài phần quý tộc cao ngạo cùng lạnh lùng, ta ở chỗ này nhắc nhở ngươi một câu, lắc tiểu thư tâm địa thiện lương, tính cách đơn thuần, mặc kệ ngươi tìm nàng giúp cái gì. Chuyện này sau tốt nhất không nên lại dây dưa nàng hắn vốn tưởng rằng lộ kỳ là nhà nào quý tộc nguyên lai chỉ là người bình thường làm hại hắn uổng phí tình cảm lộ kỳ văn ngôn cười cười không thèm để ý cũng không đáp lời nữa chỉ có thể nói không hổ là quý tộc tốc độ phân rõ giới hạn kéo dài khoảng cách thật đúng là không đáng kể thái độ biến hóa trong nháy mắt này cũng quá thực tế bất quá cũng bình thường một quý tộc đang yên đang lành dựa vào cái gì nguyện ý cùng một bình dân lui tới Ông quan sát nét mặt của Canvin, đặc biệt quan sát nét mặt đó, và gật đầu một cách bí mật. Qua hôm nay, chính mình nói không chừng cũng thành quý tộc, loại vẻ mặt này muốn trọng điểm học một chút. Trong mắt phải có ba phần lạnh nhạt, ba phần châm biếm, còn có bốn phần thờ ơ, cầm phải nâng lên một chút, tốt nhất dùng mũi nhìn người. Ngoài hành lang yên tĩnh truyền đến thanh âm, lắc chạy chậm trở về trước. Bọn họ sắp tới rồi, lát nữa gặp được quốc vương, ngươi biết phải làm như thế nào không? Nàng nghĩ đến thân phận của Lộ Kỳ, không khỏi hỏi thêm một câu. Trên đường nàng cũng biết được Lộ Kỳ là từ biên thùy trấn nhỏ mà đến, hôm nay chỉ sợ là hắn lần đầu tiên nhìn thấy quốc vương. Rách đầu tiên nghĩ đến một đáp án. Quỳ xuống dập đầu. Khóe miệng can vin gợi lên nụ cười khinh miệt, ánh mắt giống như đang nhìn một bình dân không có kiến thức. Quá khoa trương rồi. Lắc cười khẽ nói, cho dù là ở trường hợp chính thức cũng không cần quỳ xuống dập đầu, trường hợp không chính thức thì càng không cần phải nói, tóm lại có rất nhiều loại, đợi lát nữa ngươi giống ta làm như vậy là được." Nàng vừa nói, vừa biểu diễn động tác, đem tay phải đặt ở ngực trái, tay trái đặt ở sau lưng, sau đó không người 45 độ. Lộ Kỳ có hình có dạng học một lần, nhìn thấy có vài phần khí chất thân sĩ. Như vậy là được rồi. Sau khi lắc xác nhận không có vấn đề gì, mới yên tâm một chút. Nửa đường cô vội vàng chạy về, chính là lo lắng mang theo sẽ làm lộ kỳ gây ra chuyện cười gì đó. Vốn định tìm bác gái hỏi trước, nhưng nếu đã như vậy, cứ trực tiếp hỏi đi. Lắc lầm bầm lầu bầu đi tới đi lui, nàng xác nhận vòng cổ là hàng thật giá thật sau đó, trước tiên nghĩ là tìm nạn gì ti hỏi một tiếng. Nhưng bây giờ cô và quốc vương tam thế bọn họ ở cùng một chỗ, ngay cả lạp khắc ti cũng không biết làm như vậy sẽ sinh ra hậu quả gì. Nhưng nó đã đi đến bước này. Chỉ có thể lên. Nghe được lát toái toái niệm, Lucy bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, cũng biết sự đã đến nước này, chỉ có lên. Hắn hiện tại có lẽ nên cân nhắc, vạn nhất vòng cổ là giả, hoặc là căn bản không trọng yếu, do đó tạo thành hậu quả. Bởi vì hắn kế tiếp muốn gặp, cơ bản tất cả đều là quốc gia này đại nhân vật. Hiện tại Lộ Kỳ cũng có chút hối hận trực tiếp đáp chuyến xe trực tiếp này của Lạp Khắc Ti quá cẩu thả lúc này tiếng bước chân từng đợt truyền đến lắc cho lucy một ánh mắt ý bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng rất nhanh có mấy người đàm luận thanh âm cũng dần dần truyền đến từ xa đến gần lộ kỳ đã nhìn thấy mấy đạo bóng người dù là hắn giờ phút này trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ những này hướng hắn đi tới nhưng đều là chút ít một câu nói liền có thể nghiền chết hắn nhân vật lắc tự hồ hoàn toàn không biết khẩn trương hai chữ viết như thế nào còn chủ động lên chào hỏi. Cô, ta ở chỗ này. Nghe được thanh âm của nàng, trong mấy người sắp đến gần, một nữ nhân tóc vàng đồng dạng bước nhanh hơn. Tìm thư uyển vê đúc vê vê chấm giao su chấm công lúc này Lucy đã có thể thấy rõ mặt bọn họ. Nữ nhân tóc vàng này khuôn mặt lộ ra một cổ cương nghị như quân nhân, nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo lúc còn trẻ xinh đẹp, thân hình thoạt nhìn giống như hoàn toàn không yếu nam nhân, thắt lưng thẳng tắp, giống như là do sắt thép đúc thành. Bà là gì của Lắc và là nguyên soái của đất nước, Ti Corona. Nhà đầu ngươi, vừa rồi ta liền nhìn thấy ngươi lén lút theo ở phía sau, như thế nào ngay cả chào hỏi cũng không chào đã bỏ chạy. Tina trong mắt mang theo nhu hòa, trên mặt tươi cười nói. Lắc cười hắc hắc, lại hướng người phía sau chào hỏi, già văn thúc thúc, đã lâu không gặp. Cô vẫy tay. Chú ý lễ phép. Tia ở bên cạnh xoa xoa đầu cô, nhưng ngữ khí cũng không nghiêm khắc. Lắc a, à, ngươi đã lâu không tới hoàng cung chơi, hôm nay gió gì đem ngươi thổi tới? Ngươi nói chuyện hơn 50 tuổi, chải tóc bạc chỉnh tề, ăn mặc ung dung quý phái, khí chất giống như một người trung niên ôn hòa, cũng không có khí thế bá vương gì đáng nói. Tuy nhiên, ông là vua của Demacia ngày nay, Gavin Ba. Thái độ của hắn đối với La Khắc Ti cũng hiền lành như vậy, giống như là nhìn tiểu nữ nhi của mình sau lưng tam thế đi theo một lão nhân, một người trung niên, roi cùng le, lộ kỳ không rõ lắm, nhưng tám phần cũng là đại thần quốc gia. Bởi vì hôm nay gặp được một việc, cảm thấy rất trọng yếu, cho nên liền trực tiếp tới hoàng cung. Lắc giải thích một chút tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, nàng tiếp tục nhìn về phía Lucy. Mọi người theo tầm mắt của nàng, cũng phát hiện nam tử trẻ tuổi đứng ở đầu kia. Chương 9 Bệ hạ ngài như thế nhận nhi tử sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigone, Push, Lộ Kỳ cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa, liền bắt đầu không người hành lễ, trong miệng chào hỏi, Lộ Kỳ, tham kiến tam thế bệ hạ. Tầm mắt của những người còn lại lúc này toàn bộ rơi vào trên người Lộ Kỳ. Làm cho áp lực của hắn lập tức lớn lên, hắn phản phất nhìn thấy thân ảnh của mình thu nhỏ lại vô hạn. Đây cơ hồ là tầng dưới chót cùng tầng cao nhất gặp mặt hơn nữa là loại này đơn độc trường hợp, đặt ở bình thường cơ hồ sẽ không phát sinh. Mặc dù những người trước mắt này cũng không đem khí tràn của thượng vị giả triển lộ, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, cũng giống như đã xuất hiện một cái khoảng cách không cách nào vượt qua. Lúc này tất cả mọi người ở đây đều có chút nghi hoặc. Nghe lắc ý tứ, từ hồ chuyện rất trọng yếu cùng trước mắt bình dân có liên quan. Chỗ nghi hoặc chính là, đến tột cùng là chuyện gì có thể trực tiếp xuất hiện ở trước mặt quân chủ cùng nguyên soái một nước. Mấy người ở đây mỗi người đều ngậy lý vạn cơ, có rất nhiều chuyện lớn nhỏ chờ đi xử lý, đổi lại bình thường nào có thời gian trì hoãn trên người một bình dân. Tuy nhiên, lắc hiếm khi làm điều gì đó đột ngột như vậy. Cái này nhu thuận thông minh tiểu nha đầu từ nhỏ cũng rất được gia văn tam thế yêu thích, cho nên hắn tự nhiên nguyện ý nuông chiều, lúc này liền càng không ngại vì nàng hy sinh một chút thời gian nhóc con, ngẩng đầu lên. Gia Văn Tam thấy nhiệt độ ôn hòa, nhìn về phía người thanh niên đang đứng trước mặt. Luke nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt này dần dần đập vào mắt Gia Văn Tam thế, hắn không khỏi giật mình tại chỗ. Nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cổ cảm giác giống như đã từng gặp qua ở nơi nào, hơn nữa là loại ấn tượng khác sâu, theo nhìn chăm chú cặp mắt kia, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Hắn quá giống ai đó gia văn tam thế trong lòng khó hiểu hỏi trước đây chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa bẩm bệ hạ ta và bệ hạ trước đây chưa từng gặp qua lộ kỳ thái độ rất là cung kính dù sao đứng trước mắt chính là quốc gia này quân chủ nếu là có chỗ nào mạo phạm đến đối phương một câu nói chỉ sợ có thể làm cho hắn từ trên thế giới này biến mất mặc dù gia văn tam thế trước mắt là nhân quân nổi tiếng trong các đời quốc vương nhưng lộ kỵ cũng không dám cam đoan chuyện này thật giả. Hiện tại trong lòng anh có chút không yên, nghĩ nên nói chuyện vòng cổ như thế nào. Lạp Khắc Ti đã đứng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói. Kế tiếp để ta nói đi. Nàng cho rằng lộ kỳ dù sao cũng là tự mình mang đến, cho nên tự nhiên phải giúp đến cùng. Lấy đồ ra đi. Lắc cho Lucy một cái ánh mắt, tiếp theo liền bắt đầu chính mình giảng giải, Lucy cho ta xem một cái vòng cổ, sau đó ta liền phát hiện, ta ở hoàng cung thời điểm nhìn thấy qua một bộ trên bức họa vòng cổ cùng nó giống nhau như đúc. Trong khi lát còn muốn nói tiếp, tia đã đưa tay ngăn trước mặt cô, ý bảo cô có thể dừng lại. Bởi vì sự tình kỳ thật không phiền toái như cô và lộ kỳ nghĩ. Tất cả những gì họ cần làm ngay từ đầu là lấy vòng cổ ra. Lát phát hiện Gia Văn Tam thế nhìn sợi dây chuyền trong tay lộ kỳ sững sờ tại chỗ, thật lâu xuất thần, phản phất thành một tòa pho tượng đồng dạng ngay cả roi đại thần kiến thức rộng rãi phía sau cũng lộ vẻ khiếp sợ, lại nhìn cô của cô, biểu tình của Tina cũng có vẻ nghiêm túc, không hề thoải mái như vừa rồi. Vin đều rõ ràng cảm giác được hiện trường không khí biến hóa từ khi người này đem sợi dây chuyền kia lấy ra về sau. nghĩ đến đây Canvin không khỏi ngạc nhiên nhìn thoáng qua Luke, có cổ quái như vậy sao? cái vòng cổ này có thể cho tôi xem không? thanh âm gia văn tam thế thoáng cái có chút khàn khàn, vương tay đòi dây chuyền. Hoặc là nói đây không phải khàn khàn, mà là hắn giờ khắc này không phát ra thanh âm lớn hơn nữa. Lộ kỳ đưa vòng cổ qua, hắn luôn cảm giác, sự tình có chút không đúng. Gia văn tam thế cầm sợi dây chuyền trong tay, tỉ mỉ quan sát, vô cùng tỉ mỉ, lại dùng tay chạm vào hoa văn trên bảo thạch, khóe mắt bỗng nhiên ướt ác, hắn vô cùng gấp gáp hỏi. Ngươi, ngươi tìm được sợi dây chuyền này ở đâu? Vấn đề lập tức ném ra một đống lớn, thậm chí gia văn tam thế bắt đầu tới gần lộ kỳ. Lắc cảm giác sự tình giống như có chút lớn, bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy gia văn tam thế lộ ra qua loại tư thái này, tại nàng ấn tượng Trung Quốc vương vẫn luôn là vô cùng trầm ổn tính cách. Nhưng bây giờ lại giống như thay đổi thành một người khác, khí thế cả người trở nên vội vàng sao động. Bẩm bệ hạ, chủ nhân vòng cổ là mẫu thân của ta. Lucy cũng bị trước mắt quốc vương dồn dập kinh ngạc một chút, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Mẫu thân của ngươi. Gia văn tam thế lần thứ hai giật mình, vội hỏi, vậy nàng đâu? Hiện tại đang ở đâu? Gia mẫu hai tháng trước đã qua đời. Luke trả lời. Nói xong, gia văn tam thế chỉ cảm giác hai mắt hoa lên, phản phất khí lực thoáng cái bị rút hết, thân thể lão đảo lui vài bước, nằm nhân tên là Le kia vội vàng tiến lên đỡ lấy ngươi trốn ta nhiều năm như vậy, lại chỉ nguyện ý đem tin tức của mình báo cho ta biết sao? Gia văn tam thế miễn cưỡng khôi phục chút sức lực, tránh khỏi sự dịu đỡ của liệt phu, tiến về phía trước hai bước nhìn lộ kỳ đã vượt qua hắn một chút, ánh mắt phức tạp, ta đã nói, lần đầu gặp ngươi vì sao cảm thấy giống như đã từng quen biết, ta mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dáng lúc còn trẻ của nàng trên mặt ngươi. Lộ kỳ bị loại ánh mắt này nhìn chầm chầm đến không được tự nhiên, tìm gia văn tam thế trước mắt thư uyển giống như là lại nhìn người yêu của hắn khiến cho lộ kỳ nổi da gà bệ hạ ngài biết gia mẫu sao hắn lại lui một bước vừa tò mò hỏi ra tiếng gia văn tam thế nhận ra mình thất thố giờ phút này lại khôi phục bộ dáng vu một nước chẳng qua ánh mắt tràn ngập tang thương cùng đau thương ngươi nói ngươi là con của nàng đúng không luke gật đầu trong mắt gia văn tam thế xuất hiện vài tia nhu tình hiền lành nhìn lộ kỳ vậy con cũng là con của ta. Trên đỉnh đầu lộ kỳ nhất thời toát ra ba dấu chấm hỏi, có chút mơ hồ. Như thế nào đang êm đẹp có thêm một người cha đây? Ngoại trừ roi lớn tuổi không ngoài ý muốn còn có Tina vẽ mặt thổn thức lúc này, những người còn lại ở đây đều bị những lời này cả kinh trừng to hai mắt. Chết tiệt! Canvin thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, cả người như bị sét đánh, tam thế bệ hạ ngài nhận nhi tử như vậy sao? Ông thấy tôi thế nào? tôi sẽ làm con trai. Lắc thì hơi há to miệng, cảm giác mình ăn phải đại qua kinh thiên. Và quả dưa này là một tay lắc ta thúc đẩy. Lê là đoàn trưởng đương nhiệm của đoàn tiên phong dũng cảm, từ bên dưới từng bước một leo lên, cho nên giờ phút này có chút không rõ lắm tình huống. Nhìn không được lên tiếng hỏi. Bệ hạ, ngài nói đây là có ý gì? Như thế nào đang êm đẹp toát ra một đứa con trai? như thể không quan tâm đến những lời nói đáng kinh ngạc của mình, Gavin ba chìm vào hồi ức và nói, mọi người đều biết rằng tôi và Catherine vô cùng yêu nhau, và sau khi cô ấy qua đời, tôi đã thề rằng tôi sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Chương 10 Chuyện năm đó Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigone Window, Aspigone, Puss, Catherine Island, sinh ra trong một gia đình Island, là vợ của Gavin Ba và là hoàng hậu của đất nước cũng là vị anh hùng kia, hoàng tử Demacia. Mẫu thân của gia văn đệ tứ. Người phụ nữ có cuộc đời ngắn ngủi này đã chết vì khó sinh, nhưng để lại hậu duệ cho Gawain Ba. Theo hiểu biết của mọi người, từ đó về sau Gia Văn Tam Thế không lấy thêm một người vợ nào, cũng chỉ có một đứa con duy nhất là Gia Văn Tứ Thế. Nhưng cho dù có lời thề này, ta vẫn vi phạm, ta sẽ không phủ nhận đây là khuyết điểm của ta, nhưng sự thật chính là, sau này, ta cùng một nữ tử yêu nhau. Vẻ mặt gia văn tam thế mang theo thống khổ rất nhỏ, hai mắt ưu thương nhìn hoa viên bên ngoài, tự hồ không thể tiếp nhận tin tức hai người yêu lần lượt qua đời. Anh từng yêu Catherine, sau khi Catherine qua đời, anh quả thật vẫn ông ý nghĩ cả đời không tái hôn, hơn nữa tin tưởng mình sẽ tiếp tục tuân thủ. Thế nhưng, hắn sai rồi. Tình yêu giống như một chiếc chìa khóa vạn năng, luôn có thể cậy mở trái tim bị khóa lại. Sự xuất hiện của cô ấy thổi vào ngực tôi như một cơn gió nhẹ nhàng, Gavin Ba tiếp tục nhớ lại, khi đứa trẻ đó lên ba, Nô Xuất đã thèm muốn biên giới của chúng tôi, và họ đã kết hợp kẻ thù bên ngoài biên giới của họ để tiến hành một cuộc tấn công chống lại Đê Bông. Năm đó, ta vừa mới ngăn chặn nội đấu của các quý tộc, liền vội vàng mặc giáp ra trận, dẫn binh đi biên cảnh giao chiến với quân địch. Ta và Triệu Tín, chính là quen biết trong chiến dịch đó, chuyện quân thần chúng ta quen biết dân gian ca tụng đến nay. Nhưng mọi người không biết chính là, trong sự kiện đó, ta còn quen biết một người. Đó là mẹ của con, Melody. Nói xong, Gia Văn Tam Thế đưa mắt nhìn về phía Lộ Kỳ. Từ trong miệng hắn nói ra tên của Melody, để cho tâm tình của Lộ Kỳ lần nữa trầm bổng phập phòng lên. Trước đó hắn chưa từng nói ba chữ Melody với bất cứ ai. Đây đúng là sự thật. Nàng là y tá sư bị nô xuất cưỡng ép chiêu mộ. Trong trận chiến đấu đó ta và vô úy Tiên Phong bị quân địch tấn công tách ra, ta và một số ít thân binh thành công phá vòng vây, nhưng trong quá trình, ta cũng bị thương không nhẹ, trên đường trở về, liền gặp nàng. Menri từ chối trở thành con tốt của quân xâm lược và trốn thoát khỏi nô xúc, và khi tôi gặp cô ấy, cô ấy đang khóc và chữa lành vết thương cho một người lính sắp chết, người của tôi đã bắt cô ấy như một kẻ thù và tôi có thể nhìn thấy linh hồn tốt bụng của cô ấy trong đôi mắt ngoan cường của cô ấy. Sau đó, tôi giữ cô ấy lại, dọc theo đường đi, cô ấy dốc lòng chăm sóc tôi và từng người bị thương, tích lũy từng ngày, tôi phát hiện trái tim phủ bụi đã lâu của mình lại một lần nữa xuất hiện buông lỏng. Một hơi nói nhiều như vậy, sắc mặt Gia Văn Tam Thế khó nén bi thương. Mọi người ở đây lặng lặng nghe, không nghĩ tới năm đó còn xảy ra chuyện như vậy. Ta đến nay còn nhớ rõ, sau khi cùng bộ đội hội tụ, nàng sau khi biết được thân phận của ta biểu tình khiếp sợ như là bị kinh hãi. Sau đó nàng một thời gian rất dài không dám gặp ta, ta đem buông lỏng tâm phủ bụi một lần nữa, cho đến sau đó một lần, chúng ta ở trên chiến trường gặp lại. Nàng mặc khôi giáp trọng kệnh xuyên qua chiến trường, mang theo rương chữa bệnh không ngừng cứu trợ người bị thương, hoàn toàn không để ý an nguy của mình. Mũi tên của địch nhân thiếu chút nữa cướp đi tính mạng của nàng, ta ở một khắc cuối cùng đem mũi tên chém bay, nàng bị dọa đến ngã ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hỉnh dù là như thế, nàng cũng rất nhanh tỉnh táo lại, tiếp tục nhiệm vụ của mình. Khi đó đã tiến vào chiến đấu kết thúc, không bao lâu chúng ta đánh thắng, sau đó, ta chủ động đi tìm nàng, khi đó ta đã phát hiện, ta yêu nàng. Dường như đây không phải là chuyện khó mở miệng, Gia Văn Tam Thế thẳng thắn nói ra. Rất thẳng thắn đối mặt với sự thật mình vi phạm lời thề. Về sau, nô xuất lui quân, ta đưa nàng về vương đô, ta muốn cùng nàng ký kết hôn ước ta muốn cho quốc dân cùng nhau chứng kiến trận hôn sự này, nàng sẽ trở thành tân hoàng hậu. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, rất nhiều người đã phản đối, hầu như không ai ủng hộ tôi, và họ không muốn thấy nhà vua phá vỡ lời thề ban đầu của mình, càng không muốn tin tưởng một người phụ nữ thậm chí không phải là người Demacia. Không thể tránh khỏi, ta cùng nàng đều bị áp lực không nhẹ. Điều khiến tôi hối hận đến nay chính là, lúc ấy tôi lại không phát hiện áp lực trên người cô ấy, nặng hơn tôi nhiều cũng không lâu lắm, nàng để lại một phong thư, liền rời khỏi ta. Bức thư nói rằng cô sẽ rời Demacia và trở về nơi cô từng ở, ta vận dụng hết thảy đi tìm nàng, nhưng mà nàng lại phản phất biến mất khỏi thế giới của ta, một đoạn thời gian rất dài, ta cũng không thể nhận được câu trả lời thuyết phục. Tôi chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cô ấy, nhưng không bao giờ nhận được tin tức của cô ấy nữa. Nói xong những lời này, gia văn tam thế trên mặt đã lộ thật dài nước mắt hắn cả đời này chỉ yêu hai nữ nhân, hai nữ nhân này ở trong lòng hắn đều là vô cùng hoàn mỹ. Nhưng mà, hắn thân là vua của một quốc gia, lại không thể để cho các nàng bất kỳ một người nào trải qua cuộc sống hạnh phúc. Tự hồ ngay từ đầu, tình yêu của hắn đã định trước là đáng buồn. Thật cảm động. Lắc sau khi nghe xong con mắt hồng hồng, nàng được như nguyện ăn được đại dưa, bất quá này dưa tác dụng chậm không nhỏ, trong đầu của nàng đã não bổ mấy chục vạn chữ tình yêu cố sự. Ly tuyệt đối là một cái đáng giá gia văn tam thế phá vỡ lời thề đi yêu nữ nhân, nhưng là từ trước mắt kết quả đến xem, tìm thư uyển chấm giao su com hai người bọn họ đúng là vẫn là không thể đi đến cùng một chỗ. Leo nghe xong câu chuyện này, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Về phần tia và roi, hai người bọn họ có thể chứng minh tính chân thật của chuyện này, bởi vì bọn họ lúc trước đã ở hiện trường. Canvin cả người đều nghe đến choáng váng làm gia văn tam thế bên người hộ viên, có thể ở trước tiên ăn được loại dưa này đích thật là hắn may mắn. Nhưng mà hắn lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nhìn lộ kỳ đang sững sờ, trong lòng hắn có câu ta rảnh không biết có nên nói hay không. Tiểu tử này đến tột cùng đi bao nhiêu vận cướp chó, dĩ nhiên là con riêng của quốc vương. vương nghĩ tới thái độ vừa rồi của mình đối với hắn, can viên cả người đều không tốt. Lucy giờ phút này cũng có chút mờ mịt, hắn ban đầu chỉ cho rằng mê là từ quý tộc bỏ trốn tiểu thư lại không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy mẫu thân của hắn lại cùng quốc vương demacia có một đoạn yêu hận tình cừu gia văn tam thế đi về phía lộ kỳ vương tay nhỏ giọng hỏi người bao nhiêu tuổi 18. lộ kỳ lần này không có né tránh tùy ý gia văn tam thế hai tay khoác lên đầu vai của hắn đôi tay này hơi run rẩy đã Lớn như vậy rồi. Gia Văn Tam Thế hai mắt lần nữa tràn ra nước mắt, nói cách khác, nàng rời đi ta năm ấy đã có thai, nhiều năm như vậy, nàng đến tột cùng là như thế nào vượt qua. Ở Demacia người này không lạ không quen địa phương, muốn một người nuôi dưỡng mới sinh ra Lucy, chỉ là nghĩ đến đây, Gia Văn Tam Thế đều có thể cảm giác được trong đó vất vả. Chuyện của Lộ Kỳ liên quan đến Mai Nhĩ Lệ kỳ thật cũng không nhiều nhưng điều này cũng không cản trở hắn vì câu chuyện này thêm một phần tiếp theo cảm động anh hơi cúi đầu cố gắng hết sức bình tĩnh tự thuật